Vào buổi sáng ngày hôm nay, gia đình của ba người Mỹ họ đang kiếm cách để đưa người nhà của họ trở về Hoa Kỳ. Mới vừa qua, bên nước Nga đưa lên một cái video tuyên truyền đưa ra hai cái video, một cái video là của anh Alex, một cái là của anh Andy. Đưa ra nói những cái tuyên truyền, trong lúc này đài NBC không có chiếu cho chúng ta xem những gì họ nói. Families, the... Theo của gia đình họ báo cho biết họ đã bị mất tích gần một tuần trước rồi. Harki, were... Đó là nằm về thành phố hướng đông ở bên Kharkiv họ là những người tình nguyện đứng chung với bên Ukraine chiến đấu bên nước nhà. Sau khi cái video đó đưa ra cho biết vợ sắp cưới của anh Andy Tencho, cô ta đưa ra nói như vậy. Họ là những người Mỹ. Chúng tôi muốn họ được trở về nhà. Không có gì quan trọng hơn bằng chuyện đó trong lúc này. Hiện tại thì theo State Department của Hoa Kỳ thì họ chưa có nói gì về cái video đó hết. Và họ cũng chưa có nói rõ ràng là ba người này thế nào. Theo gia đình của anh này nói cho biết, đây là anh Grady Kopat. Thường thường thì anh ta gọi về nhà, nhưng mà vào cuối tháng 4 vừa qua. Gia đình anh nói tất cả nhìn cái gì cũng tốt hết, ảnh đâu ra đó. Anh ta rất là vui vẻ. Anh cảm giác những gì anh làm đây là một chuyện đúng phải nên làm theo gia đình của anh ta nói cho biết là tin tưởng anh ta vẫn còn sống sót chúng tôi đây muốn có cái câu trả lời cho gia đình đó là mục tiêu của chúng tôi đang tìm kiếm anh ta theo tin tưởng là anh ta hiện tại có lẽ là bị bắt trong lúc này về bắt những tội phạm chiến tranh thì đó là đúng, không có sai. Có thể bắt tới sau khi chiến tranh. Những người bắt những người lính thì phải làm đúng theo cái lực lệ của thế giới. Đài hỏi là cô để ý tới chuyện gì những ngày kế tiếp đây? và coi họ được đối đãi đàng hoàng trong cái chuyện chiến tranh lần này cái đầu tiên những người bị bắt này đó có thể gặp chữ thập đỏ và phải ghi vô trong cái chỗ của chữ thập đỏ trên thế giới đó là tù binh của chiến tranh cô này là sếp coi về tù binh của chiến tranh và cổ cũng muốn biết ai là cái người đang giữ ba người này và đang giữ ba người này ở chỗ nào. Đây là chuyện lo ngại với tỷ như không có được đối đãi giống như trù nhân của chiến tranh. Đó đưa ra nhiều cái lực lệ để mà phạt những người này và có lẽ là nước đó sẽ dùng cái đó đưa ra bàn thảo để trao đổi tù binh trong lúc này chúng tôi biết rõ ràng chữ thập đỏ chưa có ba người này ghi tên vô trong đó là tù nhân của chiến tranh và cũng không có biết là họ đang bị bắt để ở chỗ nào và cũng không có biết ai là cái người đang bắt ba người họ